Đây nhá, cặp loa của anh Tú đây nhá. Anh đã đang test thử này. Cặp loa của em là nuột là tất tật tật ngon lành. Hai cặp này là nó như nhau. Đẹp như nhau cả, anh lấy cho em một cặp thôi. Ốc đều là chưa tháo. Bát tép đẹp gân zin. Loa chưa tháo mà. Đồ bên này này. Cũng rất đẹp này. Vuông vắn hết nhá. Cặp loa của em một chiếc, chiếc số 1 Patlab là mang số 1RM087864, số DOM 99307. Patrai là 2RM087899, số DOM cũng là 99307. Đây là mặt lưng này. Căng của nó đó đây, căng anh trải nó về tự giặt nhé. Bởi bây giờ mà giặt thì nó căng đẹp, căng chưa thủng lỗ một lỗ nào và đều chưa bị sần sùi. Thì về tự giặt rồi em cứ giặt bình thường, lấy cái bàn chải đánh giày ấy. Bàn chải lông ấy chải, chứ đừng lấy bàn chải giặt chải nữa là nó xù lên hết đấy. Rồi ok. Còn cặp này nó cũng thế thôi. Như nhau. Như vậy là bô 301 series 3 vỏ vàng chỉ còn một cặp nữa thôi. Anh em có nhu cầu liên hệ với tôi theo số điện thoại 0904 676 228. Và tôi là Ngọc Khánh, chuyên robot.